Xin chào các bạn đã quay trở lại với video ngày hôm nay. Thì hôm trước mình có làm một cái video để chia sẻ với các bạn về việc cách ly sau khi chúng ta nhập cảnh vào Nhật Bản ấy, cái nơi mà chúng ta sẽ cách ly trong vòng 14 ngày thì đã được khá nhiều bạn quan tâm. Thế và mình có nhận được một vài cái câu hỏi liên quan đến hành lý mang qua Nhật. Thế vì vậy là hôm nay mình sẽ làm cái video này để chia sẻ cho các bạn cái kinh nghiệm của mình về hành lý mang theo nhé. Đây là một cái khâu rất là quan trọng trong quá trình chuẩn bị sang Nhật để học tập cũng như là làm việc. Thì mình sẽ có hai cái nội dung chính muốn chia sẻ cho các bạn nhé. Thứ nhất đó là cái sự chuẩn bị các cái vật dụng, đồ dùng mà mình cảm thấy thật sự là cần thiết để mang theo. Rồi sắp xếp như thế nào, cái gì được mang, nên mang và những cái gì mà bị cấm mang theo. Sau đó mình sẽ cho các bạn xem cái hành lý của mình và mình sẽ liệt kê cụ thể những cái thứ mà mình cảm thấy thật sự là cần thiết. Mình sẽ để dưới phần ghi chú nhé, các bạn xem phía dưới để tham khảo cái để có cái sự chuẩn bị tốt nhất cho mình nhé. Thứ hai là mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình về cái cách xử lý khi mà hành lý bị quá cân. Đấy, cái thủ tục check in ở sân bay Nội Bài đấy, chúng ta sẽ làm như thế nào, mời tất cả các bạn cùng theo dõi nhé. Trước hết mình cũng xin lưu ý như thế này nhé, vì chúng ta sang đây mỗi người một công việc ngành nghề khác nhau. Có bạn đi du học, có bạn đi điều dưỡng, có bạn đi kỹ sư. Thế còn phần lớn là chúng ta là các bạn là thực tập sinh ạ. Vì vậy là chúng ta phải có cái sự chuẩn bị về hành lý làm sao phù hợp với nhu cầu của bản thân cũng như là phục vụ cho mục đích của công việc nhé. Thế mình thì sang đây lao động nên mình cũng chỉ mang theo các cái vật dụng cơ bản nhất phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Còn các bạn đi theo các diện khác thì sẽ có cái sự chuẩn bị khác một chút để phù hợp với mình nhé. Thế bây giờ mình sẽ cho các bạn xem các cái đồ mà các cái đồ của mình đã chuẩn bị đây ạ. Đấy, mình mang theo hai cái vali lớn size to luôn, một cái túi du lịch xách tay, cái túi này size khoảng 30-50, một cái ba lô. Đấy, một cái ba lô và một cái túi đeo ngực, kia là cái bao đựng laptop. Đấy, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem từ thứ một nhé. Đây là cái trước tiên mình cho các bạn xem cái ba lô này. Cái ba lô này nhá, các bạn nên mua cái ba lô nó như thế này. Mua được thì tốt, còn nếu mà các bạn có rồi thì sao thì có sao thì mình dùng như vậy. Đấy, trong ngăn này đấy thì nó chỉ có thể đựng được một chút cái giấy tờ, một cái laptop để vào đây rất là vừa. Đấy, còn ở trên này thì chúng ta mở ra thì trong đây đựng rất là nhiều thứ. Ba lô này rất là rộng nhé. Cái ba lô này mình cũng phải mang được chục cân. Thế thì mình có cái lưu ý như thế này. Thì cái ba lô này ấy, là cái ba lô mình đeo ở trên lưng. Thế nên là mình khuyên các bạn cái này chỉ nên mang sách vở thôi. Chúng ta cho toàn bộ sách vở vào đây. Thế, có cái laptop thì mang laptop và toàn bộ sách vở. Toàn bộ sách vở, điện thoại, pin sạc dự phòng. Rồi thì đây như mình thì mình mang theo một cái ô để phòng khi mà trời mưa thì chúng mình có cái mà che, chứ nếu mà mưa thì không có gì để che cả. Mình lưu ý các bạn là cái pin sạc dự phòng thì chúng ta bắt buộc là phải mang theo hành lý xách tay nhé. Đấy, cho vào ba lô hoặc là cái túi xách kia. Đấy, bởi vì là cái những cái đồ mà có pin ấy người ta không cho để vào hành lý ký gửi, bởi vì là những cái gửi thì để trong kho, nếu như chẳng may có vấn đề xảy ra thì người ta không thể xử lý được. Đó, chúng ta sẽ mang theo cái hành lý xách tay thì không may nó có vấn đề gì thì tất cả chúng ta sẽ kịp là xử lý, sẽ không gây nguy hiểm cả. Các bạn nữ thì có thể đây ví dụ như là một vài cái nọ kem nhỏ nhỏ như thế này, hoặc là cái son ấy thì các bạn mang xách tay thoải mái nhá. Thế những cái thứ mà nó sắc nhọn ấy thì chúng ta không được mang theo hành lý xách tay. Đấy, sắc nhọn thì không được mang theo. Đấy, là sách tay thì cũng vậy thôi. Nên mình khuyến khích các bạn là chỉ lên nói chung là sách vở thì cũng khá là nhiều, hầu như các bạn sang đây cũng đều phải học cả, nên là chúng ta mang sách vở thì cái này cứ làm sao mà nó gọn gàng để chúng mình đeo trên lưng, nếu mà đi cái thời gian dài thì nó không bị mỏi nhé. Đây là cái túi đeo trước ngực ấy, thì mình sẽ để passport
điện thoại hoặc là pin sạc dự phòng vào đây cũng được. Đấy, những cái gì mà mình cảm thấy nó cho được vào đây thì mình sẽ cho. Đây là cái túi du lịch ấy, thì mình cho toàn bộ quần áo của mình vào đây. Đấy, toàn bộ quần áo vào đây, cái này mình đóng được 10 cân. Đấy, mình khuyên các bạn là nên cho những cái thứ mà nó gọn này, nó gọn gàng này và nó nặng. Bởi vì là xách tay thì không được cồng kềnh, nếu như cồng kềnh quá thì có thể là người ta sẽ nói mình. Đó, nên là các bạn cứ đóng làm sao mà nó cái gì nặng nặng bao nhiêu cũng được, nhưng miễn làm sao là nó gọn gàng là được. Rồi chúng ta sẽ đi được thôi. Đấy, nhưng mà cũng sắp xếp làm sao cho nó phù hợp, bởi vì là muốn mang nhiều thế nhưng mà nặng thì một số những cái bạn yếu ấy, hay là các bạn nữ thì không thể là xách tay được nhiều. Mới nhìn thì vậy thôi nhưng mà đi khoảng thời gian dài thì cũng rất là mệt. Đấy, mình thì ở trong đây thì chỉ có quần áo thôi, nhưng mình cũng chẳng cho các bạn xem. Không cần cho các bạn xem nhé. Toàn bộ là quần áo bên trong hết. Cái túi này mình cảm thấy là cái túi này là phù hợp nhất này. Đấy, chúng ta nên mua một cái túi như thế này là đẹp nhất. Cái túi này mình mua có 200.000 thôi. Đấy, rất là đẹp. Mà sau khi sang bên này chúng ta có thể dùng cái này sử dụng để đi siêu thị hoặc là đi chơi, mang quần áo đi đâu đó rất là hợp. Đấy, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những cái thứ mà mình mang đi ở trong vali cũng như là cái cách mình sắp xếp nhé. Đây là cái kiện hàng đầu tiên mình sẽ cho các bạn xem. Đấy, mình đặt một vài cái bộ quần áo lên trên cùng này. Đấy, để khi mà mình đóng lại ấy, thì nó sẽ có cái lực đè để đồ đạc bên trong nó sẽ không bị sộc sạch nhé. Còn nhiều nữa nhưng do mình bỏ ra mình dùng đấy, nên là ở đây chỉ còn lại hai cái quần mình để bên trên thôi. Đây là cái vỏ hộp khẩu trang. Đây là mấy cái túi để mình đựng quà. Mình mang cái túi này sang để khi mà mang quà sang để biếu cho quản lý ấy, thì dùng cái túi cho nó lịch sự. Rất nhiều khẩu trang đang mùa dịch này, đúng không? Nên là cứ khẩu trang thừa bao nhiêu cân, thừa bao nhiêu chỗ chúng ta khẩu trang mang sang. Bởi vì khẩu trang bên này tính là khá đắt, 150.000 đến 200.000 một hộp, được 50 cái. Ở nhà chúng mình mua rất là rẻ, mình có mang sang 5 hộp để dùng tạm. Đấy, khi nào hết thì bay về Việt Nam mua. Nói đùa các bạn vậy thôi. Thôi thì mang được đến đâu thì mang, còn lại thì không, sau mà hết rồi thì chúng ta cũng phải mua ở siêu thị vậy. Bởi vì cái khẩu trang này thực ra thì dùng cũng không phải quá nhiều, cứ gọi cho mỗi ngày dùng một cái thì một tháng mới hết có một hộp. Đấy, chúng ta đi làm rồi có tiền rồi thì mua một hộp khẩu trang không có gì cả. Mình quê ở Hải Dương, đây là đặc sản của Hải Dương nhé. Có một vài cái hộp bánh đậu xanh mang sang làm quà. Mứt dừa. Đấy, mứt dừa. Mứt dừa mang sang làm quà đấy ạ. Nói chung là hành lý của mình toàn là quà đây. Hạt. Hạt dẻ. Mít sấy, hạt hướng dương, bánh chả đấy. Mình cũng thích ăn cái món này. Bánh đậu xanh. Đây là bánh mua mang sang để biếu giám đốc. Cà phê này rất là đắt, mình mua sang làm quà thì phải mua cái đồ nó thật là ngon. Cái này là mình mang giúp này, thuốc hoạt huyết dưỡng não, thực ra nó là thuốc bổ thôi, thì chủ yếu là các bạn nữ thì phải sử dụng cái này. Con trai thì cũng không cần. Men gì đó mình cắm hộ. Cà
phê. Đây là những cái hộp và gia vị. Đấy, mình mua nguyên hộp luôn để cho nó tiện mang theo nhé, đóng hộp cho nó tiện. Trong này có khoảng 10 gói cà phê. Mình mang rất nhiều cà phê, rất thích uống cà phê. Đây là tất cả những cái loại chất lỏng như là nước mắm này, xì dầu, tương ớt này, hay là nước tương thì đó. Nói chung là những cái loại chai mà có chất lỏng bên trong như này nhá, các bạn lưu ý này, chúng ta phải lấy cái ni lông quấn trên cái nắp chai lại như này thật chặt. Đấy, nếu như không may trong cái quá trình mà chúng ta di chuyển nó bị bật cái nắp ra thì nó cũng hạn chế được phần nào cái nước ở bên trong nó chảy ra ngoài. Đấy, vừa không bị ảnh hưởng tới cái đồ vật khác mà lại không bị cái mùi nó ra ngoài. Thế mà sau khi sang đến bên Nhật thì bây giờ ở sân bay Nhật là sẽ có các cái chú chó nghiệp vụ đi ngửi ấy. Nếu như nó ngửi thấy cái mùi này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có vấn đề nhá, bạn lưu ý nhá. Đấy, tất cả các cái chai nước hoặc là tương thì mình đều phải bọc cẩn thận, bọc hết lại. Mang hai chai nước mắm và mấy chai xì dầu thôi ạ. Đấy, mình trải một lớp khẩu trang ở bên dưới cho nó có cái cho nó êm, nó không bị vỡ, tránh vào đây. Ở bên này rất là lạnh nhá, nên là chúng ta hay bị đau họng. Đấy, khi mà trời lạnh ấy, thì hòa một cái cốc trà gừng này uống rất là tốt. Đấy, ở siêu thị Nhật Bản ấy có rất là nhiều mật ong, và mật ong không hề đắt, rất rẻ luôn, nên là các bạn không phải lo nhé. Mật ong ở bên này rất là dễ mua mà lại rẻ, mình không hiểu tại sao lại rẻ như thế. Đấy, thì khi mà uống trà thì cho mật ong vào rất là tốt. Mấy cái lọ, cái này là snack. Đấy, mang sang làm quà. Đấy, vậy thôi. Đây là chỉ trong đây chỉ có cà phê với các cái gia vị thôi ạ. Đấy, cái kiện này là mình đóng như vậy nhá. Thì cái này là mình cũng đóng sang cái kiện này, là toàn tất cả là đều là những cái thứ mà mình không sử dụng đến, cho nó gọn vào một bên. Đấy, vậy thôi ạ. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn đến cái kiện thứ hai nhá.